Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay thì Hiền chuẩn bị làm cái món bánh gạo rice pudding. Thì cái món này là có những cái nguyên liệu này nè cả nhà ha. Đây là có sữa thì mình sẽ xài 2 cốc sữa. Có một miếng bơ và ở đây thì mình sẽ cần 2 cái trứng. Thì ở đây Hiền có đập cái trứng vô rồi. Đây là một cái trứng Hiền chưa đập. Ở đây là mình có 1/3 cốc đường nè. Thì cái này á các bạn có thể gia giảm cái lượng đường tùy theo khẩu vị. Ở đây là mình có muối để một chút mình bỏ vô. Ở đây là 2 cốc gạo ha các bạn. Rồi bây giờ thì Hiền sẽ nấu gạo này vô đây. Rồi chồng của Hiền á trông ra khá là thích thú, vô khóa để sái thì nó dạ. Thì chồng Hiền nói cái món bánh gạo này you said it's from China, isn't it? Okay, cái món bánh gạo. Dạ, thì chồng thì nói cái món bánh gạo này ngon lắm. Và ăn nó hơi na ná như là bánh flan vậy cả nhà. Mà Hiền thì chưa bao giờ làm, cũng chưa bao giờ ăn lần nào hết. Cho nên hôm nay Hiền sẽ ăn thử để xem coi nó ra sao ha cả nhà ha. Rồi bây giờ thì Hiền sẽ chuẩn bị đi nấu cơm đây. Rồi, Hiền sẽ gặp lại cả nhà trong một ít phút nữa ha. Đang ăn gì vậy Elwood? Daddy đang ăn gì đó? Daddy ăn gì vậy con? Daddy ăn gì vậy? Cả nhà ơi, bây giờ thì Hiền đã nấu xong cơm rồi. Thì với cái bánh này thì mình sẽ cần 2 cốc cơm như thế này nè cả nhà. Đây là 1 cốc nè, ở đó là 1 cốc là Hiền đã đổ vô rồi đó. Bây giờ Hiền sẽ đổ thêm cái cốc này nữa là 2 cốc. Đó. Và ở trong đây á, thì mình sẽ cần 1/2 cốc đường trắng. Nếu mà mấy bạn ở nhà có đường trắng thì xài đường trắng, còn cái này Hiền xài bằng đường nâu nha. Và của Hiền là 1/3 cốc. Nếu mà Hiền cảm thấy nó vẫn còn lạc thì Hiền sẽ cho thêm miếng đường nữa. Nhưng mà nếu mà muốn các bạn có thể để 1/2 cốc ha. Và ở đây nè cả nhà ơi, là Hiền có 2 cái trứng nè. Đây là 2 cái trứng mà Hiền đã đánh lên nhẹ nhẹ rồi đó. Bây giờ Hiền sẽ để 2 cái trứng vô luôn nha cả nhà. Đó. Và tiếp theo á là cả nhà sẽ cần 2 cốc sữa nè. Ở đây là Hiền có 1 cốc sữa nè cả nhà. Đó, bây giờ Hiền sẽ để 2 cốc như vậy vô. 1. Vậy thì good boy ấy. Rồi, bây giờ là 2 cốc cả nhà ha. Đó. Và ở đây là Hiền sẽ để 1 tí muối vô nè cả nhà. Tí muối vậy thôi ha. Rồi bây giờ thì cái hỗn hợp của Hiền ở đây nè, Hiền sẽ trộn lên. Mấy bạn nào mà thích ăn bột quế á thì mình bỏ miếng bột quế vô ha. The one that you have before did have cinnamon in it. Yeah, it can't cinnamon. But normally it didn't have, right? Yeah. Did? Và bạn nào mà có vanilla thì mấy bạn để một ít vanilla vô ha. Hiện hết vanilla rồi mà Hiền quên mua nữa. Với lại nho khô, Hiền thì không thích nho khô cho nên Hiền không để nho khô đâu. Rồi bây giờ thì cái hỗn hợp này Hiền sẽ bắt đầu bổ vô cái khuôn để mà chuẩn bị nướng nha các bạn. Hiền có cái lò nướng của Hiền ở cái chế độ nướng quạt nè. Và là 175 độ C. Thì Hiền sẽ nướng cái bánh này trong vòng 25 phút và sẽ thử coi nó chín chưa hết cả nhà. Bây giờ Hiền sẽ để bánh vô lò đây. Thì ở trong đây nè cả nhà, Hiền đã để cái bánh vô rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ nướng cỡ khoảng 25 phút và sau đó thì sẽ lấy ra để cho cả nhà xem là cái bánh khi mà nó chín thì nó sẽ ra làm sao nha. Thì cả nhà ơi, bây giờ là chồng của Hiền sẽ chuẩn bị cắt bánh để Hiền xem cách ảnh làm như thế nào. Tại vì cái món này hồi đó giờ Hiền cũng chưa có ăn. No, để mẹ quay phim con. Hiền đang vừa ẵm bé rồi vừa quay á. Đây là ảnh thấy buông ra. Đây là ảnh đang cắt cái thạch rau câu xoài nè cả nhà. Đó. Thì bây giờ anh đang chia cái thạch rau câu xoài ra. Xong rồi bây giờ
Bây giờ là anh ca đang cắt cái bánh gạo ra nè cả nhà. Put put. Đây sẽ là lần đầu tiên mà Hiền ăn á, không biết là sẽ ra làm sao. Does the texture look like what it should be like? Well, let's have a look. Yeah, this one's rồi, đây a nè, little cả bit nhà different. Ơi. You can say it's yep. A little bit dry. Dry, is it? But that's alright. Okay. We can fix that up. Fix mine. Oh, with a bit of thickened cream, is it? Anh nói là cái mà Hiền làm á, nhìn hình như là cái cơm nó hơi khô. Thì bây giờ anh bỏ một chút kem tươi lên nè, cả nhà ơi. Ôi da, Hiền đang quay mà bé Wood đá cái điện thoại. How's that? Yummy. That looks yummy. Alright. It's not mango, but it's not apricot. Chồng thì nói là họ nói cái đó là cái thạch xoài làm sao? That rice pud. Yeah. That pud pud. Yeah. Is pretty well spot on. Is it? Yeah. So that's the right one. Yeah, that's it. Thấy chưa? Hồi nãy chưa ăn thử mà đã đổ thừa là không giống. Bây giờ chồng của Hiền ăn thử là nói là cái bánh gạo đó đúng là. Cô chú ơi, ai đang ngồi nhìn cái bánh gạo say chấm vậy, say đắm. Thì bây giờ tới lượt của Hiền thử nha cả nhà. Anh nói là cái bánh gạo đó là giống như cái mà ảnh đã từng ăn nè. Xin mời cả nhà, đây. What do you think? That's quite similar to plain cake. Because of the egg flavor. And it's yum. You like that? Yeah, I do. You? Yeah. So that's the same like what you told me. Yeah. Yeah? I guess everyone makes theirs different, so some might be a little bit drier and some might be a bit wetter, you know? Yeah, so this one a bit dry, is it? Yeah, but with a bit of cream in there, it's worth it. Number one, right? Cả nhà ơi! Dòng. Cái bánh gạo á, nó rất là thơm cái mùi trứng. Trứng nướng trong cái lò nướng á cả nhà. Bánh gạo cực kỳ thơm luôn. Để Hiền ăn thử cái thạch gia ly nha. Pretty good with the jelly. That jelly is alright. It's not bad, is it? Cái thạch ăn cũng được cả nhà. Ăn thử thạch với lại cái bánh gạo nha. Cũng have được that lắm. One again? Do that one again? Yeah, definitely. Yeah. Good combination. Khá ngon cả nhà ơi. Mọi người nhìn thấy không? Ở phía ngoài rìa của bánh gạo á là nó vàng vàng như vậy nè. Đó. Cái này Hiền làm là Hiền để đường không có nhiều. I didn't put a lot of sugar in here. No, you don't need it, do you? No. I mean, that's more of it. You don't want to get a lot of sugar anyway. Kem tươi nó béo lắm cả nhà. If I'm gonna describe how is it similar to, if it's similar to something, then I will say that it's similar to plain cake. Plain cake, you reckon? You?
I'd say it's similar to that potato cake. Also, potato cake. The Vietnamese dessert. Oh yeah. It's quite similar. Thì nếu mà để nói là diễn tả cái bánh này á, có giống giống như cái bánh gì không á, thì Hiền sẽ diễn tả là cái bánh này nó hơi giống như bánh flan. Mà dòng Hiền á thì diễn tả là nó hơi giống như là bánh khoai mì nướng. Thì nói chung là cái bánh này ăn nó rất là hợp với cái hương vị của người châu Á mình. Cho nên nếu bạn nào mà muốn ăn á thì hãy làm thử, đơn giản mà lại ngon. Mà cũng không các bạn không cần để nhiều đường. Có nghĩa là Hiền để ít đường hơn cái công thức mà người ta đưa. Hẹn gặp lại cả nhà vào lần sau và chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Đó, eo út tính nắm tô cả nhà. Have some bud bud, mom.